Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2020. Thính Đức xin chào tất cả các bạn đồng tu. Thính Đức sẽ chia sẻ đến các bạn bài kinh nằm trong tương ưng 45, tương ưng căn. Và bài kinh này nằm trong phẩm thứ 3, nói về 6 căn. Thì trước khi đi vào chi tiết bài kinh này, mời các bạn lắng nghe phần đọc kinh trước, rồi sau đó Tịnh Đức sẽ nói lên ý kinh như thế nào. Nên xin mời quý vị. Chương 2, tương ưng căn A 3, phẩm 6 căn 30, 10 la mã, sa môn, bà la môn 2S 5 La Mã 206. 1, 2, 3. Những vị Sa Môn hay Bà La Môn nào? Này các tỷ kheo, không như thật rõ biết nhãn căn, không như thật rõ biết nhãn căn tập khởi, không như thật rõ biết nhãn căn đoạn diệt, không như thật rõ biết con đường đưa đến nhãn căn đoạn diệt, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, không như thật rõ biết ý căn, không như thật rõ biết ý căn tập khởi, không như thật rõ biết ý căn đoạn diệt, không như thật rõ biết con đường đưa đến ý căn đoạn diệt, những vị sa môn hay bà la môn ấy, này các tỷ kheo, không được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn, hay không được chấp nhận là bà la môn giữa các hàng bà la môn và những bậc tôn giả ấy, này các tỷ kheo, ngay trong hiện tại, không tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. 4. Nhưng những vị sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, như thật rõ biết nhãn căn, như thật rõ biết nhãn căn tập khởi, như thật rõ biết nhãn căn đoạn diệt, như thật rõ biết con đường đưa đến nhãn căn đoạn diệt, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, như thật rõ biết ý căn, như thật rõ biết ý căn tập khởi, như thật rõ biết ý căn đoạn diệt, như thật rõ biết con đường đưa đến ý căn đoạn diệt, những vị sa môn hay bà la môn ấy, này các tỷ kheo, được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn, hay được chấp nhận là bà la môn giữa các hàng bà la môn và những bậc tôn giả ấy, này các tỷ kheo, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. Dạ, mô Phật, xà thú. Các bạn đã nghe xong về phần đọc kinh, thì để ý bài kinh này, Thế Tôn dạy về các căn, 6 căn. Thế Tôn dạy đến những bà la môn, những sa môn phải biết như thật, cần biết như thật về các căn này, và biết cái sự như thật về cái tập khởi, và biết như thật về sự đoạn diệt, và biết thật rõ về con đường đưa đến đoạn diệt các căn này. Thì những bà la môn hay là những sa môn, những ai không biết bốn sự thật này thì không có thành tựu cái đời sống phạm hạnh mà được Thế Tôn dạy với mục đích để đoạn tận tất cả những khổ đau. Thì đối với tất cả các bạn nào đã sinh hoạt trước trong nhóm cư sĩ Tịnh Đức thì rất quen thuộc với bài kinh này, mặc dù bài kinh có tên kinh khác nhau, nói về các căn, nhưng ý của bài kinh này giống trong cái phần tương ưng 35 sáu xứ. Phẩm tất cả Thế Tôn dạy
tất cả là căn trần thức xúc thọ. Thế Tôn dạy phải ly tham nhàn chán đoạn diệt tất cả. Thì những ý tưởng của bài kinh này, thì những quan điểm của bài kinh này thì Tịnh Đức cũng đã trình bày qua cùng quý vị trong những cái phần chia sẻ trước. Thì đây là một điều Tịnh Đức cũng xin nhắc lại, vì bài kinh này nằm trong tương ứng căn. Căn đây thì bài kinh này nằm trong 6 căn. Và có những bài kinh kế tiếp sẽ nói về 5 căn, 9 căn, tấn căn, định, niệm và tuệ căn. Vì một điều chúng ta cũng cần nên biết để mình có thể hiểu rõ được cái sự biết rõ, cần biết rõ là như thế nào. Thì trước hết thì Tịnh Đức xin được nhắc lại, bởi vì điều này Tịnh Đức cũng đã chia sẻ qua. Thì đối với các căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, không phải là một cái xác chết, mà các căn này của một người còn sống như chúng ta có sự linh động. Các căn này có thể xúc chạm cảnh và để cái thức biết hành cảnh. Thì các căn này ẩn trú trong danh sắc, nên là trong cái thân tứ đại mình, tứ đại của người còn sống. Nhưng danh sắc là cái gì? Danh sắc tức là danh thân và sắc thân. Thì Tịnh Đức cũng có chia sẻ trước, do thức duyên danh sắc nên mới có cái sự linh động như vậy. Nếu mà người chết thì không có cái thức, cho nên không có thể có sự linh động đó. Thì nếu không có sự linh động, làm sao biết rõ được cái khổ, làm sao biết được cái tập khởi, làm sao biết được cái sự đoạn diệt, rồi làm sao thực hành con đường đưa đến đoạn diệt. Cho nên mình phải biết chính có các căn này có cái sự linh động, biết cảnh thành cảnh. Do đó mình mới có thể tu tập được. Thì Thế Tôn cũng đã dạy qua những bài kinh, các bạn cũng đã biết, chính nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý này tạo tác lên những điều khổ, và mình đang sống khổ. Nếu mà nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý không có sự linh động thì làm sao khổ? Cái gì biết khổ? Thì chính vì có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý này, mình tạo cái khổ và mình biết khổ. Thì Thế Tôn mới dạy cần phải biết rõ khổ. Biết rõ gì? Biết cái khổ của do nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý tạo tác. Thì qua bốn cái sự thật này thì Thế Tôn dạy cần phải biết rõ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Biết rõ cái gì? Biết cái khổ, cái tạo tác, những hành nghiệp. Và lý do tại sao có những cái hành nghiệp, cái khổ đó, thì nó là cái tập khởi. Và mình biết được đó thì mình phải có cái sự quan sát tư duy. Tại sao Thế Tôn nói mình cần phải biết? Biết để làm gì? Biết để đoạn diệt nó, vì nó rất là nguy hiểm. Thì biết để đoạn diệt, muốn ly tham đoạn diệt từ bỏ đó, thì không phải biết mà làm được, mà phải có cái phương pháp. Thì phương pháp đó là con đường đưa đến
Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đồng diệt, tức là bát thánh đạo. Đó là tin tức giới thiệu cái phần ý của bài kinh. Bài kinh này dạy cho tất cả sa môn, bà la môn thời đó, thì trong cái thời điểm Thế Tôn dạy bài kinh này, tức là sa môn và những bà la môn đều là đệ tử của Thế Tôn, cho nên Thế Tôn dạy cho bản kinh này sa môn hạnh và bà la môn hạnh phải biết bốn cái sự thật này. Đó là cái phần giới thiệu. Thì bây giờ ở đây Thế Tôn dạy cần phải biết rõ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý căn. Biết rõ ý là biết rõ cái gì? Thì trong bài kinh Vô Thường thuộc về Nội Xứ, nằm trong chương Tương Ưng 35 phẩm sáu xứ, thì ngài dạy như thế này: mắt này các tỳ kheo là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần phải như tập quán với chánh trí, là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Đó là mắt, rồi tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tất cả điều này nó cũng là như vậy. Là thì qua những đoạn kinh này thì Thế Tôn dạy các căn này là vô thường. Cái vô thường này mình cũng cần phải hiểu cái nghĩa vô thường là như thế nào. Thì đương nhiên mình cũng biết rằng thân xác mình, kể cả nhãn nhĩ tỷ thiệt, nó đều là thay đổi, là vô thường. Về cái thân vật lý và thân mình và tất cả những gì ở xung quanh mình, nó đều nằm trong trạng thái lực vô thường. Thì đương nhiên chính vì vô thường cho nên là khổ. Nhưng mà cái đó không phải là cái ý chính. Mắt, mũi, tai, lưỡi, miệng, thân, ý là vô thường, là ý nói. Ý nói về cái nội xứ. Bởi vì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, cái vô thường đó nó chẳng có cái gì hết. Nó là một cái tiếng đại. Nhưng mà cái nội xứ, tức là cái phần nhãn tỷ thiệt thân và ý thức, nó là phần nội xứ. Thành nội xứ. Thì ở đây nói cần phải biết cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Thì đâu phải ý nói là con mắt, ý nói là cái nhận thức qua con mắt, nhận thức ra tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nói đây là cái nội xứ. Nội xứ là những cái gì đã xảy qua trong quá khứ, trong thời gian vừa qua hay mới vừa xảy qua. Thế Tôn nên dạy những điều đó đó. Nó là không phải của mình, nó không có tự ngã, là vì nó luôn luôn thay đổi. Thì tới giờ phút này các bạn cũng đã biết một cái ý thức biết qua, một cái thức của con mắt, một cái thức của cái tai, cái mũi, vân vân. Thì nó luôn luôn là sanh diệt. Đối với cái thức của con mắt, tai, mũi, nội, sân, thức thì chỉ có một sát na. Rồi cái thức giác nó sanh lên sau khi cái thức đó diệt.
nó liên tục, cho nên mình thấy tưởng nó là thường nhưng sự thật nó sanh diệt một cách nhanh chóng tương tục. Nó là không tánh, nó không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Cho nên Thế Tôn dạy nó là vô thương. Một cái thức biết của con mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý vừa phát sanh và đoạn diệt, rồi một cái thức khác sanh diệt tương tục, làm cho mình tưởng nó là thật nhưng mà nó đang trong một cái trạng thái vô thường tương tục. Cho nên mình ngồi ở nhà hay bất cứ giây phút nào thì cái an vui hạnh phúc của mình nó luôn luôn thay đổi, theo đổi theo cái nhận thức của mình qua ngũ sân thức và ý thức. Thì cái mà Thế Tôn dạy nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý ở đây tức là những cái phiền não, những cái sự nắm bắt, những cái sự hồi tưởng lại trong quá khứ và ước vọng trong tương lai, đó là nội xứ. Những cái này nó là vô thường mà chính mình đang sống như nó, sống trong cái sự vô thường mà mình không biết, cho nên cái khổ là tại vì mình hồi tưởng những cái gì ưa thích tươi đẹp của mình trong quá khứ, rồi mình là mình mong muốn nó sẽ tươi đẹp mãi mãi và mong muốn rằng nó có trong tương lai. Nhưng mà Thế Tôn dạy và mình cũng hình dung được điều đó, nó là vô thường. Chính vì có cái dục, cái sự nắm bắt đó, đó là dục và tà kiến khiến mình chạy theo cái vô thường đó mà mong ước tồn tại, cho nên cái đó là phải khổ. Là đối với kinh nghiệm mình, những cái gì mong ước từ bấy lâu nay giàu cho mình được, giàu mình yêu thích, giàu là mình nắm giữ bao lâu rồi nó cũng không tồn tại, như vậy là không có tự ngã. Cho nên Thế Tôn dạy mình phải có cái như thật biết rõ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý này là vô thường khổ vô ngã. Đó là ý nghĩa cái biết thứ nhất là biết như thật. Ở đây không nói như thật là khổ, nhưng mà bốn sự thật đó là bốn cái sự thật về khổ, tập, diệt và đạo. Thì Tịnh Đức đã nhắc lại cũng như chia sẻ đến những bạn nào chưa nghe qua những cái phần của Tịnh Đức chia sẻ về cái ý của bài kinh, là phải cần nhận thức rõ như thật nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý này nó là khổ, bởi vì nó vô thường, nó không có tự ngã, mà không phải là con mắt, không phải tai mũi con ý, đó là cái sáu cái nội xứ khác, sáu cái phiền não của mình. Mình không biết được cái nghĩa chân lý mà mình nắm vững rằng con mắt, tai, mũi, miệng nó là khổ thì nó không có đúng. Chính nhờ nó là cái phương tiện, nó tạo tác cái phiền não, và chính nó cũng thực hành buông bỏ những cái phiền não đó. Thì bây giờ mình cũng nên tìm hiểu
Như thật biết rõ, nhãn nhị chỉ thiệt thân ý, cái tập khởi là như thế nào? Thì cũng trong chương ương 35, chương ương về 6 căn, có một bài kinh cũng dạy về cái sự, cái tập khởi này như thế nào. Nếu không có, bài kinh đó là nếu không có, nằm trong phẩm chiếu 2, thì Thế Tôn có dạy. Là nếu mắt không có vị ngọt, này các tỳ kheo, chúng sanh có thể tham liếng mắt. Và vị răng, này các tỳ kheo, mắt có vị ngọt, nên chúng sanh tham liếng mắt. Nhưng mắt không có sự nguy hiểm, này các tỳ kheo, trời chúng sanh có thể không nhàm chán đối với mắt. Và vì mắt có nguy hiểm nên chúng sanh nhàm chán đối với mắt. Thì bây giờ mình nhìn vào cái như thật rõ, nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân ý, cái tập khởi của nó. Thì như đoạn kinh Tịnh Đức vừa đọc, đoạn kinh số 2, nếu mắt không có bị ngọt, thì chúng sanh không có sự tham liếng. Thì như các bạn Tịnh Đức cùng như các bạn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó có gì ngọt nhất? Chính điều đó, nó là cái sự tham liếng ở đời. Các bạn thấy cái gì cũng muốn thấy theo cái ý muốn của mình, nếu không thì không chịu. Tai, mũi, tất cả những gì mình có thể cảm nhận với sự cảm thọ, ý là. Cho nên nó đương nhiên là phải có vị ngọt. Nếu không có vị ngọt thì không có ai tham đắm ở đời này hết. Tất cả những vật chất ở đời, kể cả những gì thuộc về tinh thần, công danh, sự nghiệp, những cái ý tưởng của mình, lý do là mình muốn cao đẹp, cao quý hơn người khác, là tại vì những cái đó đều thể hiện qua nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nên mới có những cái điều cao đẹp đó. Mà chính nó mỗi lần có cái biết của nó, điều mình mong muốn rằng có sự cảm thọ theo ý thích của mình, luôn luôn như vậy, và muốn nó mãi mãi về sau như vậy, là nó có gì ngọt, nó có là gì ngọt. Chính gì ngọt, mình chúng sinh như mình có sự tham liếng, có cái dục. Dục thì liên hệ với tà kiến và sự nắm bắt theo quan điểm chấp thủ. Cho nên đối với cái vị ngọt là tập khởi của nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Mà làm sao mình biết cái vị ngọt đó? Chính vị ngọt Thế Tôn dạy, những cái gì mà mình có cái sự nhận thức và phát sinh cảm thọ, có cái sự hài lòng hoan hỷ, hài lòng hoan hỷ đưa đến cái sự ưa thích, thích thú, thì chính điều đó là vị ngọt, nó là vị ngọt. Bất cứ cái gì mình thấy, nhận thức qua các căn, điều mình ưa thích,
thì điều đó là địa ngục. Và nói địa ngục đây cũng nói một cái phần ngược lại, không phải là những cái điều nhận thức làm cho mình ưa thích thì thấy xua đuổi sân hận, thì đó cũng là một cái hình thức mình đang tìm kiếm cái vị ngọt đó, xua đuổi tất cả những cái gì mình không hài lòng. Chính vì thế mình luôn luôn khổ, và những cái điều này nó là cái tập khởi. Mình bao giờ cũng muốn tất cả những cái gì theo ý thích mình nó là vị ngọt. Chính vị ngọt là cái tập khởi của nhã nhị thiệt thân ý. Bây giờ mình nhìn lại thêm một cái sự thật thứ ba, là mình cần phải như thật biết rõ nhã nhị tri thiệt thân ý, cần phải đoạn diệt. Thì như phần tập khởi, ai cũng ưa thích, ai cũng thích vị ngọt, ai cũng muốn tham đắm, muốn có những cái điều mà mình ưa thích và muốn gìn giữ hết kiếp này tới kiếp khác. Thì Thế Tôn dạy những cái điều đó, nó là sự nguy hiểm, bởi vì những cái điều đó là đưa đến sự tham luyến. Thì mình tự hỏi mình muốn được như vậy, người chung quanh mình cũng muốn được như vậy, ai cũng muốn được như vậy, thì đương nhiên có sự tranh chấp đưa đến đao kiếm, nó kêu bằng thủ hộ, những hình thức bất thiện pháp thân khẩu ý phát sanh. Bởi vì con người chạy đua theo sự tham ái, chính điều đó là nguy hiểm. Cho nên đoạn kinh số 3, bài kinh Tịnh Thức vừa đọc nằm trong bài kinh Nếu Không Có, thì bài kinh này nói ý nếu không có vị ngọt thì làm sao chúng sanh tham đắm. Mà nếu con mắt không có sự nguy hiểm, thì không có sự nhàm chán. Thì qua kinh nghiệm sống, đối với những người đang sống hiện tại, nếu mình có để ý thì cuộc sống mình, nếu mình đang được may mắn, không có cái gì là phải khổ, không có gì phải để ý đến người ta hại mình. Tuy nhiên những điều đó chưa đến chứ không phải là không phải không có. Thì đối với những người đã xảy ra có trải nghiệm qua thăng trầm, thì ngay trong cuộc sống mình, những cái gì mình tham luyến nắm bắt nhiều thì nó khổ, mà chính cái điều đó đó nó đưa ra cái sự nguy hiểm. Đưa đến sự nguy hiểm. Cái gì? Như Tịnh Đức trình bày, đưa đến sự đấu tranh. Có thể đưa đến sự tăng tương tác lẫn nhau. Không phải ở ngoài mà kể nhiều khi thậm chí những người thân mình. Chính vì cái vị ngọt đó, nó là cái nguy hiểm. Cái nguy hiểm.
dầu cho mình không có tạo tác, dầu cho mình may mắn cách mấy, và những cái điều mà mình nắm giữ do cái sự tham luyến nó làm cho mình khổ, nó là nguy hiểm. Tới một nào đó rồi mình cũng phải buông bỏ tất cả, thì tới giây phút đó nó là cái nguy hiểm. Cái gì mình phải khổ ngay phút đó, và sau khi bỏ thân mạng này mình sẽ tiếp tục khổ, là tại vì cái thèm khát, cái khao khát đó nó là nguy hiểm. Cho nên vị trí Thế Tôn dạy nên phải biết nhận thức những cái điều đó rất là nguy hiểm, phải đoạn diệt. À, thì đoạn kinh số 3 có nhắc như thế này: nếu mắt không có nguy hiểm này, các tỳ kheo, trời chúng sanh có thể không nhàm chán đối với mắt. Do vì chúng sanh có nguy hiểm nên chúng sanh nhàm chán đối với mắt. Thì nhàm chán mắt, à, thì đoạn kinh thứ 4 có nói tiếp: nếu mắt không có sự xuất ly này, các tỳ kheo, trời chúng sanh không có thể xuất ly khỏi mắt. Và việc rằng mắt có xuất ly nên chúng sanh có xuất ly khỏi mắt. Thì qua kinh nghiệm cuộc sống của mỗi người đều biết những cái gì nó nguy hiểm thì mình phải buông bỏ, mình phải sợ đó, phải nhàm chán, phải xuất ly. À, mà nhiều người đã xuất ly, mình cũng đã xuất ly. Nhiều những cái sự nguy hiểm đó ngay trong cái kinh nghiệm bản thân của mình. Cho nên đối với những cái gì thèm khát của nhãn nhị thị thiệt thân ý mình, bởi vì ngọt quyến rũ, à, và mình nhận thức nó là cái nguy hiểm, thì trong quá khứ mình đã từ bỏ, nhàm chán, sợ đó. À, thì chính cái sự xuất ly được, cho nên có nhiều người từ bỏ được những cái vị ngọt đó, những gì tham luyến đó. À, thì Thế Tôn dạy mình phải nhận thức, thấy được cái nguy hiểm của vị ngọt, và mình cũng nên từ bỏ, tức là xuất ly, tức là hình thức thấy cái sự nguy hiểm, sợ hãi đó, chính vì cái vị ngọt làm chúng sanh khổ rất là nhiều, nó là cái nguyên nhân cái khổ. Vì sau khi mình biết những cái gì là nguyên nhân cái khổ thì mình phải sợ nó, mình sợ hãi nó, thì sợ hãi mình phải buông bỏ đó, tức là nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, tức là sự xích ly. Đó, đó là sự thật thứ ba. Vì nói không phải xích ly mình sợ, thấy cái nguy hiểm đó mà mình xuất ly, mình nhàm chán, đi thêm đoạn diệt, nói như vậy không phải là nó làm được. À, thì bài kinh này Thế Tôn lại nói thêm một cái sự thật, đó là sự thật nhìn thấy cái sự con đường đưa đến cái sự đoạn diệt. Thì con đường đưa đến đoạn diệt, như các bạn cũng đã hiểu, đó là tánh đạo tám ngành. Thì như Tịnh Đức trình bày ba phần tranh, thì trong bài kinh cũng nằm trong tương ưng sáu xứ,
ông 35 thì chính Thế Tôn có dạy đoạn tận. Sau khi một người biết được vô thường khổ vô ngã, tức là biết nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó là vô thường khổ vô ngã, và biết tại sao, biết mình đang sống với nhiều cái khổ, và biết cái nguyên nhân khổ này nó là vị ngọt. Nếu vị ngọt nó là sự nguy hiểm, nguy hiểm này thì mình phải sợ hãi từ bỏ. Thì để đưa đến cái sự đoạn diệt những cái khổ uẩn này thì Thế Tôn dạy con đường mà muốn thực hành những điều đó. Thứ nhất là cần phải thắng tri và liễu tri. À, thì thắng tri liễu tri những ba cái sự thật trước á, là điều mình cũng phải biết như tỉnh thức trên bay, tức là mình biết như thật là khổ, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là khổ, có nghĩa là cái sự nắm giữ của nội xứ, sự nắm giữ của nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là cái khổ. Mình nhận thức nó như thật và mình phải thắng tri và liễu tri cái khổ đó. Thông thường thì mình nhận thức bằng tưởng tri. À, tưởng tri do cái nhận thức của các căn qua cái tưởng, chính nhờ cái tưởng đó cho nên mình mới biết được đó là cái gì, và sau khi biết được đó cái gì là nhận rõ, con mắt nhận rõ, tai nhận rõ, mũi vân vân vân, ý nhận rõ. À, là nhờ có cái thức, mỗi lần mình tiếp xúc hình ảnh cũ là do cái tưởng đưa ghi nhớ lại để mình thấy, mình biết được đó là điều gì là nhận rõ. Và cái tiến trình này đi vào tư duy là hành, à, hành sắc. À, thì sắc đó là cảnh, cảnh thì có màu, hành mũi, hành tỷ, thì tỷ này gồm có những cái mùi vị, hành âm thanh thì cũng có những cái âm thanh, thì chính nhờ cái hành này là hành cảnh. Và nhờ cái sự hành cảnh này, sau khi cái thức, sau khi cái tưởng nhận rõ thì cái thức mới biết rõ được cảnh và hành cảnh. Thì những điều này đó, nó là cái sự khổ. Chính vì có những cái điều này mình mới hồi tưởng và chi tâm trong quá khứ và chạy theo hướng theo cái và ước vọng tương lai. Chính vì đó là cái khổ, mình đang khổ, mình lại hành khổ đó. Thì chính những cái điều đó mình phải cần thắng tri. À, tức là cái nhận thức bình thường của một người không có hiểu được cái Phật pháp thì đó là chúng sanh bình thường. Thì cái nhận thức chỉ qua là cái tưởng tri, do cái tưởng ghi nhận lại, và cái thức biết rõ qua cái tưởng tri. À, bây giờ thắng tri là mình có cái sự tư duy tư niệm để hiểu được cái này qua kinh nghiệm thực tại để biết này là thắng tri, và tiến thêm một bước qua cái sự hướng tâm đến những lời của Thế Tôn dạy. Người này hướng đến có cái trí tuệ cho nên thắng tri và liễu tri. Đó, thì để biết cái khổ, Thế Tôn cũng dạy một cách rõ ràng. Nếu mà hướng tới con đường đạo đó, mình phải thân biết. Biết cái khổ này phải biết như thật, nó là khổ. Cái thứ hai phải biết, biết như thật đó là biết cái sự tưởng tri.
và biết thắng tri, rồi mới biết liễu tri là qua cái sự thực hành, có sự tư duy hướng đến những điều Thế Tôn dạy. Điều này cần phải nên làm để bớt khổ. Thì nhận thức được về cái sự thật khổ thì phải biết như thật thắng tri và liễu tri. Và như thật của phần tập khổ tập nó cũng như vậy, nó cũng phải qua ba chi rồi đoạn, đoạn diệt cũng phải hiểu nó như vậy. Cho nên Thế Tôn dạy muốn đoạn diệt thì cần phải thắng tri và liễu tri. Thì con đường thánh đạo tám ngành để đưa chấm dứt cái khổ này, đoạn tận cái khổ này, khổ ứng này, thì người này phải thực hành con đường bát thánh đạo. Thì bát thánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì những điều này nó gồm có giới, định, tuệ. Đó, thì những cái điều gì mình thấy được như thật về cái khổ, thấy như thật về cái khổ thì nó có chánh kiến. Nếu thấy đúng, mà muốn được thấy đúng có chánh kiến là mình phải có niềm tin đối với Tam Bảo và thực hành giới. Thực hành giới để biết được những cái điều nên làm và không nên làm. Giới của hàng cư sĩ thì có ngũ giới. Đi đến chùa chiền tu tập thì có nhiều bát giới khác, bát quan trai, và có người thực hành thì 10 giới. Đó. Thì tùy theo tùy kheo, tùy kheo đi. Thì những điều giới này là mục đích để thanh tịnh thân tâm của mình. Mà muốn thực hành được điều đó lại phải có tam và quý. Thì nhờ những cái làm điều đó thì mình có đời sống không có hại người, tức là thân khẩu ý. Thì điều đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Mà muốn có điều đó thì thứ nhất phải có cái chánh kiến. Chánh kiến này phải thực hành có một cái đứng đắn, và sau khi thực hành trải nghiệm qua một thời gian có cái sự tư duy, đó là liên hệ với chánh tư duy. Thì cái chánh tư duy này nó giúp lại chánh kiến có sự thăng tiến, chánh kiến này tăng trưởng thì chánh tư duy lại tăng trưởng. Thì nhờ chánh tư duy này thấy lại những cái điều mình làm theo lời Phật dạy do cái niềm tin. Thì không làm những cái điều bất thiện đúng giới thì người này có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Người này phải làm thường xuyên như vậy là chánh tinh tấn. Những điều này nếu mà thực hành đúng mà có sự thật nó là như vậy thì mình cũng phải có cái ghi nhận. Ghi nhận là chánh niệm. Mà muốn có chánh niệm như vậy đó là người này phải có cái tâm định tĩnh, là có cái chánh định. Thì tám cái chi phần này nó rời rạc đối với một người tu tập như mình. Chỉ khi nào mình thực hành thường xuyên như vậy và mình thực hành đúng pháp thì mình mới có thỉnh thoảng được hai chi chánh kiến, chánh tư duy, hay một cái chánh gì tinh tấn thường xuyên. Mình thực hành nhiều lần như vậy và đến một lúc nào đó mình phải làm thường xuyên, làm sao tất cả những cái
chi phần của bát chánh đạo phải có chánh kiến, chánh niệm và chánh tinh tấn. Đó là ba cái chi phần này phải có mặt trong bất cứ một cái chi bát chánh đạo nào. Đó là thực hành về con đường. Đó. Thì làm sao mình có những cái điều đó? Mình thực hiện, thực hành những cái gì để có điều đó? Thì đó là tất cả những cái gì nhận thức cái biết của mình qua các căn nhãn nhị thị kỳ thân ý, những cái gì tư duy của mình, một cái thức phát sanh lên để nhìn thấy con mắt, tai, lưỡi, mũi, miệng có phải là cái khổ hay không. Mà mỗi lần mà mình nhìn thấy nó được như vậy, có những cái chi trong bát thánh đạo phát sanh, ít nhất là có chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm đồng thời xảy ra, lúc đó là mình đang đi trong con đường bát chánh đạo của một bậc hữu học. Tức là mình phải có thực hiện thường xuyên như vậy mới có. Cho nên sự tu tập bát chánh đạo mặc dầu chia giới định tệ, nhưng mà sự thật những cái pháp gì mình tu tập đúng, lời của Đức Phật dạy, do mình giữ giới, trụ trì các căn, tiết chế ăn uống, tinh tấn chánh niệm thường xuyên, đồng tận tất cả những chuyện cái, tu tập thiền định, trí tuệ, đều cùng một lúc cái thức, cái biết của mình là phát sanh, là do cái sự thực hành đúng. Chứ không phải là mình tu tập bát chánh đạo rời rạc, mà mình khi mình nhìn nhận rõ, chẳng hạn mình đang tham đắm một cái điều gì, con mắt mình bị dính mắc điều gì, mình nhìn thấy rõ. Qua nhiều năm tháng, qua nhiều cái sự thực tập giữ gìn những cái pháp căn bản Thế Tôn dạy, đối với đời sống của hàng cư sĩ thì nó là, trong khi sống là đời sống phàm hạnh nó là như vậy, còn người cư sĩ của mình cũng phải ráng làm. Có như vậy thì mình mới có mong được cái sự an vui hạnh phúc. Sự thật thì đó, con đường bát chánh đạo nó là gì? Nó là ngay thể hiện trong cái thức của mình, không có đâu xa. Cái nhận thức của mình thấy về cái khổ, một cái tâm xuất hiện nơi nhãn nhĩ thị thiệt thân ý của mình, nó đi vào cái lỗ ý để nhìn sự dính mắt của con mắt mình, có phải cái đó là cái khổ hay không. Mà nếu mà mình nhìn đúng, nó có chánh kiến, thì đồng thời là cũng có chánh tư duy, nó cũng có chánh tinh tấn. Trong khi mình nhìn thấy cái khổ đó, mình không có hành động, thì không có liên hệ đến chánh ngữ, không có liên hệ chánh nghiệp. Nhưng mà nó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm và chánh tinh tấn thường xuyên lúc đó. Cái tai, con mắt, mình nhìn thấy một ý thức nào phát sanh lên, mình nhìn, mình có sự thực tập, có tư duy nghĩ đúng. Mà muốn làm thực điều đó thì phải có nhìn rõ cái sự nguy hiểm đó. Thì mình thấy nó là vị ngọt, nó là nguy hiểm, mình phải nhàn sẵn đi tam. Cái sự tu tập bát chánh đạo đó là ngay trong cái thức mình nhìn thấy cái cảnh đó, và mình phải có cái sự thực hành trong khi đang sống. Trong khi đang sống mình nhìn thấy rõ như vậy, có sự tư duy, có sự quan sát, có niệm, có những chi phần bát chánh đạo, thực hành như vậy thường xuyên. Rồi đến một cái thời buổi điểm nào đó, mình nhìn thấy rõ được cái khổ, hay nhìn thọ chỉ nhàm chán, lý tham, động việc từ bỏ,
bằng một cái trực nhận và trực giác, không có cần phải suy nghĩ, thì vị này đã đi vào đạo, bởi vì tám cái chi đạo đã đang phát sanh, là nhờ cái sự thực hành trong khi đang sống mình thực hành như vậy. Mình phải nhìn thẳng vào, mình phải đặt cái niềm tin vào chính mình có thể làm được. Dù bây giờ làm không được, nhưng mà phải làm cho được. Nó là một cái chiều hướng, nó là mặt trời chiếu qua cửa sổ, từ hướng đông nó sẽ đi qua hướng tây, là mình phải có cái niềm tin chân chính của Thế Tôn dạy như vậy. Không thay đổi. Những lời Thế Tôn dạy, nó là như vậy, dứt khoát không thay đổi, thì mình mới có cái sự thực hành được. Không nên chạy đông chạy tây, không chạy nên những, tất cả những hình tướng. Mình phải chú tâm vào những lời của Thế Tôn dạy và thực hành một cách đứng đắn. Đó, thì Tịnh Đức nói thêm về những cái kinh nghiệm mà Tịnh Đức nhìn thấy về con đường tu tập bát thánh đạo. Thì những cái điều Tịnh Đức chia sẻ cùng quý vị cũng nằm trong phân tích đạo. Nó là nhất vị. Nó là nhất vị. À, thì từ từ Tịnh Đức sẽ chia sẻ lên những cái điều gì mà Tịnh Đức biết được trong những cái phần của các vị tông túc chỉ dạy. Và Tịnh Đức đã có sự tư duy và thực hành, thấy được rất có lợi lạc, cho nên Tịnh Đức nói lên, không phải khoe khoang mà nói lên để cùng nhau chất tấn, để mình thấy được cái sự lợi lạc. Không nên ủ phí thời gian chạy đông chạy tây. Những cái gì ở bên ngoài nhộn nhịp, nó là cái hình tướng, nó chỉ là phương tiện cho những người mới tập chứng vào đạo. Còn đối với những người đã sống lâu với đạo, tha thiết với đạo bấy lâu nay, hãy dừng lại, hãy chú tâm. Nó là sự thật là như vậy. Nó không có đâu xa hết. Rồi, Tịnh Đức cũng xin dừng lại qua cái phần bài kinh ngày hôm nay. Thì Tịnh Đức sẽ chia sẻ kế tiếp tới những cái bài kinh khác nằm trong tương ưng căn này. Tịnh Đức xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn luôn luôn an vui hạnh phúc, tiến tu có sức khỏe và ổn định. Xin chào.